Sáng nay ngày 3 tháng 11, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Long An về tình hình công nhân lao động, hoạt động công đoàn và xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc cùng lãnh đạo một số sở ban ngành tiếp đoàn. Vừa qua, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu tỉnh quỹ, tổ chức tham hỏi, đồng viên, trao quà các đơn vị tuyến đầu, hỗ trợ công nhân viên chức lao động là F0, F1, F2 và tử vong, triển khai hiệu quả các gói an sinh giúp người lao động vượt qua khó khăn. Về việc đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp các sở ngành thực hiện quy trình thủ tục, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao hoạt động của các cấp công đoàn Long An, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục chỉ đạo quan tâm phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống công nhân. Ông cũng đề nghị tỉnh tạo điều kiện về quỹ đất để thực hiện dự án xây dựng các thiết chế văn hóa công đoàn, nhà lưu trú, giá ưu đãi phục vụ người lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Úc trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho Long An, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch. Song song với việc xây dựng đề án hỗ trợ nhà ở quy mô từ 500.000 đến 1 triệu căn, cốt phần giải quyết nhu cầu lưu trú cho người lao động, tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất về vị trí, mở rộng diện tích, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, bố trí vốn tập trung giải phóng mặt bằng để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai dự án thiết chế công đoàn trên địa bàn.